Hôm nay sư phụ có cái nhắn tin của một người của Hòa Thiên phải không? Không biết Hòa Thiên cái trời ơi sư phụ ơi, sao sư phụ đặt bàn khấn nữa, dân Việt Nam quá khổ rồi, sư phụ mà khấn nữa là chiến tranh không xảy ra 20 năm nữa là Việt Nam chết luôn á, đừng có khấn. Cái sư phụ đọc mấy hôm sư phụ ngồi dò dò điện thoại chết cha, thằng đệ tử này nó hiểu lầm mình khấn cho mau qua lẹ, còn ảnh thì ảnh sợ, tức nghĩa là ý sư phụ nói là họ có lòng tin sư phụ á, sư phụ khấn hiệu lực quá không, khấn bảo tiết là có rồi đó, khấn Việt Nam khấn gì là có đó, kỳ này bữa giờ thông báo là sắp sửa khấn quả rồi, không sợ một đống người comment luôn. Hả, cho nên bây giờ ai mà hiểu ý ra cái clip ngắn ngắn thôi, cái phụ khấn cho mau qua lẹ, chuyện gì nó tới thì nó tới rồi, thế giới chiến tranh thứ ba là đang đồng bộ là sắp xảy ra rồi, mình khấn để khi mà chiến tranh xảy ra đó Trung Cộng đừng tấn công Việt Nam thôi, nó mà bỏ bom vô Việt Nam là con nghĩ sao, trời ơi miền Tây á, nó có nguyên căn cứ của nó rồi đúng không, ở ngoài Hoàng Sa là nó bay Hải Nam nó bay vô Hà Nội 30 giây, Hà Nội cũng là người mình con nên nhớ nha, tuy là họ hôm nay họ đi ngược với mình chút nhưng mà họ có tai nạn gì á, con nghĩ dân miền Nam sau này có bỏ họ không, cũng phải ra xây dựng lại, mà xây lại cái nhà lầu mà ở ngay ngay Hồ Hoàn Kiếm thôi là mình cũng hết ngân khố, thay mình lấy tiền đó mình lo cho dân vùng núi thì dân miền Tây nó cũng là người mình đúng không, thì mình cũng phải khấn cho họ, khấn cho thằng Trung Cộng nó đừng có nổi điên, mày thua là chuyện của mày, mày đừng có đập sập Bắc Hà Đế Kinh đúng không, để ý mình là vậy đó. Vậy mà có nhiều người comment sư phụ ơi, đừng có khấn sư phụ ơi, sư phụ mà khấn là Việt Nam khổ thêm mấy chục năm nữa. Hả, nôn thì mình phải khấn, khấn cho lẹ, trong cái thế giới vô hình á, với thế giới hữu mình là mình là một á, ở trên nó cũng quýnh lộn với mình, Atola mà nó nửa người nửa thú hung dữ lắm, tối ngày cứ lên trên trời trên thiên đình á, nó kéo quân buồn á, nó đánh nó chiến đấu với chúng ta hoài, có lúc chúng ta cũng thua chảnh rồi đó, rồi xuống đây á nó cũng đầu thai vô thân người để nó tiếp tục nó hại những đứa con của ông trời mà hết phước á, lọt xuống đây á, để dụ theo phe nó, ở trên chảnh nó cũng đang dụ rồi xuống đây nó cũng dụ tiếp kiểu như vậy, trên trời cũng mấy chư Phật cũng đi dạy tiên chúng để mà ăn lành ở hiền, nhưng có những tiên chúng ham chơi lắm, không có nghe lời, lý do là bên chảnh nó có cõi là tha hóa tự tại thiên với cõi dạ ma thiên, thì nó đi những cái tầng trời mà gọi là vui sướng á, tầng trời có những tầng trời không có mặt trời nha, con người chúng ta những tiên chúng á, tự tạo cái ánh sáng thành ra sáng lẫn nhau, nó không có ngày và đêm, tối ngày họ cứ vui sướng, thì dạ ma thiên là một tầng trời tối, họ đến cái họ họ cấp những cái vui sướng của những tầng trời cao họ mang về đó, thì đến khi là hết phước họ không có chịu tu, Phật Thích Ca hay là Phật Di Lặc hay mấy vị Phật lớn tới đó giảng pháp ngồi nói chuyện họ không có chịu ngồi, boring lắm, kêu họ ngồi thiền họ nói chán, họ thích vui sướng bay nhảy rồi cảm giác rồi vậy đó, tiên chúng vậy, chánh nó cũng như ở đây vậy, nhưng mà nó bớt ở đây, chánh thì chỉ không có vũ trường thôi, ca hát thì có, không có alcohol hò nhiều, không có drug đồ, cúng rượu là mấy tiên, mình cái này mình cúng từ hàng thần địa tiên là mình, nó có nhiều loại tiên lắm nha, địa tiên rồi thổ thần là mấy vị cũng như mình thôi à. Mấy ông tướng đó bên đó là mấy ông tướng, mấy ông bây giờ ông Nguyễn Khoa Nam cũng là thời đại mình đúng không, mình biết ổng đúng không, ổng để cái đùng mưa hôm nay ổng thành thần ổng đứng đó, ổng đâu phải là ma,
Má khi nào mà một cái công dân bình thường không có anh hùng mà cũng không có công đức gì mà cũng không có làm phước mà cũng chẳng có làm thiện thì thành ra con ma chơi gọi là cô hồn các đản á, bị đọa không bị đọa mà lên trời không lên trời, cứ bay là tàn vậy, ai cho dạng đó vậy đó, gọi là ma vậy đó, lúc nóng lúc giận nhập vô người này cờ tửng, nhập vô kia cờ tửng vậy thì mấy gì đó lãng mạn, còn cúng đồ chơi mấy gì chán lắm. Thu bị cầm lén rồi thu biết à, còn cúng rượu thì mấy vị thật sự tất cả loài cỏ này cho tới trái cây cho tới đồ ăn mà khi mình gọi mình tiếng của mình gọi là fresh, mấy vị chỉ ngửi qua cái smell thôi và cái tâm của mình cúng thôi. Mình có bốn loại thức ăn thì hộ hồi xưa có nói thức thực là mình gì mình gấp được, tưởng thực với niệm ý thực á, là mấy vị á, là hưởng được hưởng cái mùi, còn mình ăn á, là mình vô cái xác phàm rồi cái nó ra thành cỏ thành cây trở lại, còn mấy vị vẫn thưởng thức được. Cũng giống như giờ á, có những người bị hút hút thuốc á, nó bị ung thư phổi đúng không, có cái lỗ ngay đây nè, hễ mà đoạn mà lọt xuống là chết đúng không, mấy vị mấy người đó rất là thèm đoạn đúng không, nhưng mà mấy mấy người đó ăn rồi xong nó cũng ra lỗ này ngược lại phải không, thì cũng dạng giống vậy đó, là gọi là thưởng thức cái mùi với cái lưỡi cái taste, thì mấy vị là vậy đó, gọi là giác thực, mấy vị cũng như mình vậy đó. Nhưng mà chỉ có một cái là mấy ông có container đồ ăn, nhưng mà những cái đồ ăn mà mình cúng cho vong linh á mình đừng có nên ăn, người để người thường ăn, tại mình ở một cái level cao rồi, mình là họ thiên mình biết tu cao hơn chút, cao hơn người bình thường, tại vì cái đồ ăn này á, nó không còn fresh nữa, nó mà khi mình cúng vong linh á, là trượt đúng không, mình tu mà để mình get out cái depression, depression là ma quỷ đó không biết không, là trượt á, là họ thiên sẽ, ai theo sư phụ sẽ ít có depression, không nói là hết nha, mà làm đúng lời thu dạy là sẽ không có depression, chỉ có happy like baby thôi thiệt mà. À chuyện gì tới động đất trước mặt thì để chút nó động đất, còn một phút nào mình họ thiên là happy thì là happy, còn mấy mà Phật tử cà gùa gật á lúc nào cũng bị depression đó chứ, tại bị mấy ông thầy ngậm ngãi nói chuyện cứ cà khù không à, làm sao mà vui được. Khác hơn mình quá không à, thì trở lại đó là mình không có ăn đồ ăn của cúng dòng cũng như đạo công giáo vậy, không ăn đâu cúng dòng, nhưng mình cũng mấy vị thần này, cha mẹ của sư mẫu, cha mẹ mình với anh chị của sư phụ đang trọng, thì mấy vị là gì, Phật với Bồ Tát không, điển thanh không à, cần mới ăn cho nhiều. Một chút ăn ăn cái điển thanh vô, cho nên có nhiều ông thầy á, thì không có hiểu, nhưng mà thật sự mấy mấy hòa thượng lớn mấy ngài biết à, những vị nào có điển thanh mà ăn đồ ăn vô hay đụng vô thì người đó cũng lây theo, nó cũng giống như dạng lây covid vậy đó, ở lây này lây lây covid tốt không à, cái gì họ cũng đúng hết mà chỉ đúng có nữa không, chứ bên công giáo cũng đúng mà đúng có nữa nữa không, họ không có giải thích kỹ như kiểu mình, cũng giống bên đại thừa mấy ông thầy nó ồ hay cúng chay, lỡ như cái máy phim của con mà quay mà mình cúng mấy hồn đen sông núi bảo đảm là có họ thiên mình bị chửi nát cả thế giới á, con cẩn thận mấy cái này họ không có hiểu, nhưng mình có giải thích họ cũng bị chấp, cái đó là chấp nó không biết không, bởi vì cái thiên tâm là sao, thiên tâm là đi giữa công giáo giữa Phật giáo cho an tam tịnh nhục, miễn mình sao cái tâm từ bi mình đừng có tạo nghiệp, là một mà mình một cái tay mình làm phước thì cái tay kia mình phải nhận công đức, chứ không phải như một tay mình đi sát sanh con nhúc nhích là mình bị nghiệp, như cái mình đọc kinh thì cũng như không, nó chưa chắc là vừa vốn nữa, đầu tư ai đầu tư kiểu đó nó phải có lời phải không, thì cái kiểu thiên tâm của mình đứa nào ăn chay trường được sư phụ khuyên ăn, còn đứa nào ăn được cứ như bình thường ăn đồ người ta làm sẵn của công ty Costco hay là Fortune thì miễn mình không có tạo nghiệp, còn một bên đó
là mình tạo công đức, là mình đọc kinh ngồi thiền với theo những cái lời nói của cha mẹ đặt ra 12 giới luật, làm được thì thành Phật luôn, còn là không được cái thì cũng thành tiên thành Bồ Tát. Cái giới số 1 thôi đã là thành thần rồi, con biết không? Ở trong đó mấy vị đã chế rõ hết. Bây giờ mấy ông mà nắm chức quyền 4 triệu đảng viên, mình chỉ cần một giới số 1 thôi, dẹp hết cái giới mà kia đi. Giới số 1 đâu có yêu cầu là gọi là sát sanh đâu, chỉ cái giới số 12 hơi khó hơn á, là không được sát sanh đúng không? Cái giới số 1 mấy ông có thể ăn đồ nhúc nhích được nhưng mà vẫn thành thần đó nghe. Tức là làm quân tướng, làm chức lớn giống như người đời vậy đó, dẫn cho uống rượu luôn, tại giới số 1 đâu có cấm, lại thành thần được á, hiểu không? Còn mình nó là vừa giới số 1 vừa giới số 12 là thánh gì, thành thánh thành Bồ Tát á. Cho nên mỗi một giới nó có cái áp dụng khác nhau, đời và đạo, thế gian và tất cả các tầng trời, thì hết hết luôn nhớ 12, 12 giới á, là tầng 36 luôn á, lên luôn á. Còn thí dụ mình trong đó mình là mình làm được 3-4 giới thôi, cũng ở tầng số 7, số 8 là ngon lắm rồi. Còn Phật tử bị mấy ông thầy vô minh không biết dụ, ồ A Di Đà Phật, gặp Phật A Di Đà, tôi chán thế gian quá, tôi cắt ái lễ thân tôi bỏ hết, tôi có thằng chồng tôi cũng bỏ, tôi có nhiều tiền tôi cúng dường cho thầy hết, tôi bán nhà cúng dường thầy hết để tôi thành Phật. Tại Việt Nam mấy ông thầy nói cúng dường cho thầy cũng giống như cúng dường cho Phật rồi con, cúng cúng mấy con nghĩ có thành Phật được không? Không bao giờ, bị dụ không á. Vậy mà cũng có một đống người đại giá bển ngu á, thấy thấy mà không biết sao nói cho họ hiểu. Mấy ổng, tại vì mấy ổng không có hào quang, mấy ổng là ma quỷ đầu thai đúng không, phá đạo, mấy ổng cúng cho thầy tức là cúng cho Phật, ma quỷ làm sao giống Phật được. Mà khi mà nói ra miệng đời á thì người đời cứ chấp vô cái áo vàng với chấp vô không có tóc thì cứ nghĩ lời cái ổng nói là thiệt, sai mà sai nặng luôn á. Mà mấy chục năm nay á, biết như Phật tử bị dụ đâu có nhiều người, đâu có ai hiểu đâu. Đạo thiên của mình không có cần cúng cái gì cho họ thiên hết, mấy con chỉ là tốn xăng, tốn thời giờ tới đây thôi, tới đây tới Thiền Long Sơn gặp sư phụ đã xét suốt đời luôn á. À, sư phụ còn có khả năng thì phụ lo, không còn khả năng thì cứ giữ cuốn kinh đọc, người tự như độ nhau, tự người này độ người này, rồi chúng ta kéo cả đám về trời, rất là đơn giản, không có như là bên người ta ra nhiều cái có marketing, rồi có thầy này có ban bệ kia, người người đánh bóng, người hỏi kèn, họ làm đủ chuyện hết. Còn mình là rất là natural tự nhiên, nhưng mà thiệt đó con thấy không, mấy vị đây với mình đó. Còn mấy thầy kia đâu có khả năng mà mời được mấy vị lớn về đây, mình đầy đủ hết. Ngày 30 tháng 4 ở Thiên Long Sơn mình làm nữa, cũng thỉnh mấy vị về cho thế giới sớm bình an. Bữa nay sư phụ có cái nhắn tin của một người của Hòa Thiên phải không, không biết Hòa Thiên cái trời ơi sư phụ ơi, sao sư phụ đặt bàn khấn nữa, dân Việt Nam quá khổ rồi, sư phụ mà khấn nữa là chiến tranh không xảy ra 20 năm nữa là Việt Nam chết luôn á, đừng có khấn. Cái sư phụ đọc mấy hôm sư phụ ngồi dò dò điện thoại chết cha, thằng đệ tử này nó hiểu lầm, mình khấn cho mau qua lẹ, còn ảnh thì ảnh sợ, tức nghĩa là ý sư phụ nói là họ có lòng tin sư phụ á, sư phụ khấn hiệu lực quá không, khấn bảo tiết là có rồi đó, khấn Việt Nam khấn gì là có đó, kỳ này bữa giờ thông báo là sắp sửa khấn quả rồi, không sợ một đống người comment luôn. Hả? Cho nên bây giờ ai mà hiểu ý ra cái clip ngắn ngắn thôi, cái phụ khấn cho mau qua lẹ, chuyện gì nó tới là nó tới rồi, thế giới chiến tranh thứ ba là đang đồng bộ là sắp xảy ra rồi, mình khấn để khi mà chiến tranh xảy ra đó, Trung Cộng đừng tấn công Việt Nam thôi, nó mà bỏ bom vô Việt Nam là con nghĩ sao? Trời ơi miền Tây á, nó có nguyên căn cứ của nó rồi đúng không? Ở ngoài Hoàng Sa là nó bay Hải Nam, nó bay vô Hà Nội 30 giây, Hà Nội cũng là người mình con nên nhớ nha,
Tuy là họ hôm nay họ đi ngược với mình chút, nhưng mà họ có tai nạn gì á, con nghĩ dân miền Nam sau này có bỏ họ không? Cũng mới ra xây dựng lại, mà xây lại cái nhà lầu mà ở ngay Hồ Hoàn Kiếm thôi là mình cũng hết ngân khố. Thay mình lấy tiền đó mình lo cho dân vùng núi thì dân miền Tây nó cũng là người mình đúng không? Thì mình cũng phải khấn cho họ, khấn cho thằng Trung Cộng nó đừng có nổi điên. Mày thua là chuyện của mày, mày đừng có đập sập Bắc Hà Đế Kinh đúng không? Để ý mình là vậy đó. Vậy mà có nhiều người comment sư phụ, ơi đừng có khấn vô ơi. Phụ mà khấn là Việt Nam khổ thêm mấy chục năm nữa. Hả? Nôn sư Nôn thì mình mới khấn, khấn cho lẹ. Cũng khó, tại ma quỷ cũng là con của cha mà. Tất cả các vị Phật cũng đều từ ma quỷ mà tu thành Phật mà con. Chúng ta cũng đã từng là ma quỷ mà. Tại vì sớm hay muộn thôi. Hôm nay chúng ta đi được một đoạn đường marathon là 7, 8, 9, chục trăm. Chúng ta mới gặp được họ thiên, mới gặp được cha. Còn họ chỉ mới có 10%, họ còn quỷ cúc sau đuôi vậy đó. Nó cũng giống như phụ thường nói với cái đám mà tin tức YouTuber Ngọc Phong Quy đồ á, mấy thằng mà rùm xì beng ở đây nè, tao lỡ đầu xe lửa, tao nói tin tức rồi mấy thằng mày còn tuốt phía sau á, cờ quần. Ồ, bữa nay Tàu Trung Cộng nó hù dọa Đài Loan, mà con nghe cái tin tức giống y như cái ý vậy á, cái triệu lần đúng không? Tụi nó triệu thì hơi quá đáng, thôi ngàn lần đi. Nó cứ thế ngày nào đó. Bữa nay Trung Cộng bay máy bay qua phạm dùng gì gánh đường ganh quốc tế vậy, cứ hù dọa bữa giờ nhiêu năm, 5, 7 năm mà cứ thế mà nói hoài. Còn sư phụ này nói ok, nói sẽ tuyên bố độc lập đó, là sẽ có chiến tranh đó, khởi xướng trừ từ Dung Đông. Thì hôm nay cơ vận đi đồng bộ, đồng bộ nghĩa là hồi lúc trước chưa có đồng bộ, hôm nay đồng bộ rồi. Giờ mình có khấn không có chiến tranh cũng vẫn xảy ra. Ở Việt Nam người ta nói sư phụ là ảo, không phải là thái tử, họ có nói kiểu nào sư phụ cũng vẫn là thái tử, cái cốt nó như vậy. Bây giờ sao họ cái miệng đời sao đổi sư phụ được, hiểu không? Nói đức thầy không xuất hiện, đức thầy cũng sẽ xuất hiện, ngài phải xuất hiện để mà lập hội Long Hoa chứ, nếu không chẳng lẽ sáu quyển kinh thư của sư phụ thành tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung hả? Đúng không? Rồi hội là Phong Thần Hai, tất cả những người trong Phong Thần Hai tái sanh hết rồi đó. Những người mà trong cái thời đại mà của Chu Dương á, họ giờ cũng mang thân người hết. Thì sư phụ cũng là một trong những cái giai thôi à, chẳng qua là được đóng trước, được lên tiếng trước vậy đó. Chứ cái màn cải lương nó chiếu là phải đầy đủ bộ series hết, đầy đủ sẽ có, các con sẽ coi nó hay lắm, gán giữ gìn sức khỏe từ đứa đừng bị dụ nữa, bị dụ sư phụ cứu không có được đâu nghe. Gán giữ tâm tánh đồ hiền lành rồi chờ chờ mấy cái màn này vui, giờ là lúc quyết liệt rồi đó. Nó không phải như trước mùa Covid mình còn depression, mình chờ lúc này mình phải vui exciting phải không? Chứ còn đứa nào mà giờ này mà còn depression, còn buồn như những năm Covid nữa là thôi. Mình sắp gặp Đức Thầy rồi, sắp sắp kéo cái màn này rồi. Bữa nay bom năm hai nó bay đầy ở ngoài Bắc Hàn rồi, thằng Uẩn đang đói muốn lả rồi. Thằng Phần Lan bữa nay cũng được gia nhập vô NATO rồi, tức là thế giới nó đang đi vào thời đại biến động. Biến động là mấy clip của vũ hộ nói, không biết mấy con có coi không, thì nó đưa những cái ác, những cái thể chế ác, những cái quốc gia ác đi vào ngõ cụt, càng ngày đi như vậy nè. Cũng giống như bốn bức tường núi vậy, bốn cái núi vậy, mỗi ngày xiết lại dí họ, có nghĩa là cuối cùng rồi cái thằng ác phải đầu hàng, giơ cờ trắng đầu hàng, Sibin sẽ đầu hàng, anh Buri cũng sẽ cháy Buri luôn. Còn anh Uẩn là khỏi nói rồi,
đói quá mập chắc cũng xuống còn chừng 3 kg. ha. Không á, tức là Nam Bắc Hàn thống nhất hồi xưa có nói cơ trời đi làm sao là nó y vậy à, chẳng qua lúc này á mình còn thấy mấy ảnh rùm rồi giống như lúc giờ chót rồi đánh trống thổi kèn hù thôi, chắc chẳng có ăn nhậu gì thế giới. Đừng có ai tin là cộng sản cho tồn tại, người đó tin đó, người đó vẫn còn là vô minh đó. Một cái thời vàng kim trong tương lai sẽ không còn cái ác, mình chỉ nắm vậy thôi. Mấy thằng độc tài nè, mấy thằng chùm khăn á, nó có cái phe gọi là tất cả khối Hồi giáo và thịnh vượng á, nó nắm quyền lực á, ai đụng tới Mã Lai á, thằng Ả Rập Saudi với Iran Iraq cũng hòa bình đó bình nữa, cho nên đâu phải dễ ăn hiếp Mã Lai. Những cái nước Hồi giáo nó có liên kết vậy, cái đó cũng sẽ đập tan luôn, sẽ tiêu luôn, không còn cái thế lực đó nữa, sẽ không còn cái thế lực như kiểu Biden nữa, sẽ không còn những cái thế lực gọi là cộng sản là mình không nói nữa, mình nói nhiều rồi. Tức là những cái mà độc tài như kiểu Venezuela hay là Pakistan hay là những thằng bây giờ mà tính theo lợi chạy theo khối cộng sản đó cũng sẽ tiêu nữa, nghĩa là nó sẽ bình đẳng là hết mọi thứ, include mấy thằng đó luôn, chứ không phải chỉ là riêng cộng sản không nha. Ở trên tính là đi vậy đó, clean up hết, gọi là bất công mà cho mà vô. Tại tại tàu tài thế này tới nó có nhiều tầng lắm, tầng cộng sản, tầng Biden là cái phe thổ tả này phải không, rồi tầng độc tài Venezuela phải không, tầng mấy cái thằng Taliban phải không, đang lấy Pakistan phải không, rồi tầng mấy thằng Iran đúng không. Tuy là nó là không phải là cộng sản nhưng mà nó cũng thuộc dạng ác. Gần tầng Saddam Hussein nó cũng sẽ đi luôn nghe, Saddam Hussein rồi những cái đó mình nói về những nước ngoài, còn nếu mà nói về Việt Nam mình đi mấy cái phe cực đoan ở đây cũng sẽ mình nói hơi đụng chạm tại mình nói tiếng Việt chứ sư phụ nhiều lắm, sư phụ biết mấy thằng này đi tàu suốt hết. Đại khái mà nói giống như hay Việt Tân rồi vậy đó, Hoàng Cơ Minh nữa, mấy thằng đó đi tàu suốt hết, hả, cực đoan là đi đi hết, chỉ có cái phe của dân thôi, lòng dân thôi, hiền từ thôi, đứng lên gọi là lập đền nhà Trần. Nói nhiều mấy thằng này sau này nó gây khó khăn cho vùng, cũng chẳng có làm được cái gì của nước Việt hết. Nước Việt là của trăm họ, của cha, của vua Thần Nông lập ra, của Lạc Long Quân Âu Cơ tạo ra, đâu phải dễ để cho mấy thằng khỉ này lên nó cấu kết nhau cái nó thạch làm ra đảng này đảng kia, cái nó quậy nát cái nước Việt hơi vô lý của nhà Nguyễn, từ Nguyễn Ánh đi vô là Hoành Thiên Nhất Đế Vạn Đại Thiên Thu là của ổng, thì con cháu họ Nguyễn thì giờ cha giao lại cho người Việt để mà đứng lên chỉ ngón tay ai là người sẽ nói tiếp, chứ không phải của những cái đảng này đảng kia nó lập ra đủ kiểu hết trơn. Mỹ nè, Việt Nam khỏi nói. Ôi, nãy giờ có mấy vị ở đây sao mình nói chuyện chính trị, chắc mấy vị đứng đây cười xin lỗi mấy vị. Này mình nói với Phật tử mình chúng con còn vô minh, nói gì sai xin mấy vị tha lỗi, mấy vị cũng đứng đây đang nghe vui. Nhiều bữa sư phụ đãi tiệc vậy nè, sư phụ Dũng này như đãi tiệc thôi, cái mấy vị kêu ngài vô uống cho tôi ăn cốc đi, hồi xưa sư phụ ăn chay trường đâu có uống, mà không uống thì mấy ông thiên binh thiên tướng mà ông buồn phải không, cũng nhấp nhấp hỏi cho mẫu đi rồi mấy vị ở mấy vị tự mở được. Hồi xưa đó là luật á, là khi mình cúng cái này nè, rồi tới giờ em mới nhớ hả, bây giờ mấy vị em đi muốn hết rồi còn lưu thưa đâu đâu còn như người, rồi nó mở lon bia đồ ra, nhưng mà mấy vị tự mở cũng được. Nào cái đó là khác,
Cái đó là lúc thời đó anh cúng hồn đi trong núi, tại vì mấy vong linh chiến sĩ đó họ bị tàn tật, họ bị bắn đó, họ cũng tới dự thì họ mở không được. Còn mấy này thần thánh không, mấy gì đầy đủ tay chân với thần thông, em đừng có lo chuyện đó. Không, tùy theo dạng, cũng giống như mình cúng giờ hả không, ở đây thần thông mở cái lon dễ hả, còn cái kia là mấy vong linh, mấy vị là chiến sĩ mà. Tại trên núi sư phụ á, là sư phụ là người tâm linh đúng không, sư phụ tiếp xúc được hết. Thì bên tâm linh họ cũng như mình thôi, mấy con đang là người chánh, tâm tâm tốt là người chánh, mấy con ngày mai thành lỡ có chuyện gì sorry nha, là người tốt là chánh. Còn hễ mà cái thằng dân chơi mà nó ăn quậy á, mà nó cầm súng bắn đùng đùng, ngày mai nó chết nó thành tà đó, cũng đi hại người ta bên cõi kia. Hồn nhiên không nói thì có những ấy mình phải đãi như vậy tùy theo. Mà kỳ này mình làm cũng ok, mấy gì không có cầm lên mấy. Võ tài, cảm ơn mấy con thiên bữa nay giỏi quá, mỗi ngày tiến bộ một chút không. Như đang trên đó bây giờ biết hả, biết từ đứa mấy vị có khen đồ ăn ngon không sư phụ? nói gì à, tính theo cái tâm của mình, cái lòng của mình. Mấy vị chỉ là giống như là cái trái này á, nó cũng có cái hào quang tại mắt không thấy, nó chỉ ăn cái, nói chung trái này cũng có linh hồn, bây giờ chỉ ăn cái press của nó thôi. Cái gọi là mình thì gọi là gì ta, Tinh khiết hả sư phụ? à, đại khái gì? À, vậy ta, à, mục đích chủ yếu là cái tâm của chúng ta nè, còn nhớ về mấy vị thì mấy vị mới 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 nhớ về chúng ta, nó có cái sự như vậy. Con thương con của con thì con của con thương con, sư phụ thương cha mẹ sư phụ thì cha mẹ sư phụ thương sư phụ. Ừ, bà này quá thương long lung thầy dưới long cung còn nhớ bả vậy đó, tức là nó có cái qua lại vậy đó. Cha mẹ đâu có thể cứu được những người không nhớ cha mẹ, gọi là vô minh đó. Giờ con không tin, con đi hỏi mấy Phật tử gù gật đi, có tin cha mẹ không? Họ khó tin lắm, làm sao họ đi về trời được kỳ này. Hụ thấy nhiều là đau lòng rồi đó, mà họ nghĩ là họ mặc áo chàng, họ cứ gù 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 vô gù 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 vô mấy ông thầy xá xá lại lại, làm họ nghĩ là họ đầy đủ công đức. Chuyện đó không phải như vậy, bề trên tính theo mình á, là tính theo cái trí tuệ của mình á, và chính tính theo cái sự mình có phạm thượng hay không. Bây giờ cứ lại Phật tối ngày trong chùa, cứ cũng đọc kinh rào rào đó, nhưng mà nói tới Thượng Đế mà thân cậu ý mà mở miệng ra phỉ báng cha mẹ con, nghĩ họ có bị gì nặng. Sao về được, thấy khó lắm á. Mà đi với cầu nhiều, kỳ này vô với đi với cầu đi vô sở thú rất là đông, trước là đòn áo vàng vô năm mới thấy hoài, thấy toàn là áo vàng đi đi với địa ngục, đi với cầu trùng trùng, trong đó một đống Phật tử mặc áo xám, nhất là Phật tử chùa Vệ Minh chửi sư phụ tan nát gần cả chục năm nay, tốn biết bao nhiêu triệu triệu chỗ cái building đó, mà bị chửi không không ai kháng, nghĩa là ngộ hả.